Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn. Loại thiên nga này được nhập từ Bỉ, thích nghi được với khí hậu của Việt Nam, được công ty cấp thoát nước Hà Nội thả thử nghiệm sau khi hoàn thành việc nạo vét và bổ sung nước cho Hồ Gươm. Ngay lập tức, sự xuất hiện của đàn thiên nga thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Thấy nó cũng nổi bật và nó cũng đẹp, làm cho Hồ Gươm sẽ nổi bật hơn. Bà có thấy vấn đề gì khi mà ở Hồ Gươm hay gắn với hình tượng rùa ấy, thì bây giờ có thiên nga thì có vấn đề gì không ạ? Không có vấn đề gì đâu, thấy vui hẳn lên rồi. Nó có những con vật biết, trước đây thì có rùa, bây giờ không có nữa, thành ra thả thiên nga cũng được. Thế còn thì thả ở đây thì nói thật thì cũng phải bảo vệ, không có nhỡ ra đêm hôm nó trộm. Theo công ty cấp thoát nước Hà Nội, đàn thiên nga đã được quây lưới 2 ngày và hôm nay là ngày đầu tiên thả ra để thu nhận ý kiến của người dân. Trong thời gian này, đàn thiên nga sẽ được thả vào khoảng 8 giờ sáng đến 4, 5 giờ chiều. Buổi tối sẽ được tập trung lại để bảo vệ. Chúng mình thì có hàng ngày cho nó ăn rau rồi, nó ăn cám, ăn giếc thôi nè. Cứ nó quen hơi mình là mình cứ vào vuốt ve nó là nó đi theo. Cứ khoảng 4 rưỡi 5 giờ là mình cho rắc rau ra là nó theo mình về. Dễ lắm, nuôi dễ lắm. Theo các chuyên gia, đây là những con thiên nga có xuất xứ từ Bỉ, nhưng chúng ta đã thuần hóa, có thể nuôi cho chúng đẻ và ấp trứng được. Số thiên nga được thả thí điểm gồm 12 con, có hai loại là đen và trắng. Loại thiên nga này cũng chịu được cả thời tiết nóng và rét rất tốt vì có lớp lông rất dày, không cần lên bờ để sống, có thể gác chân ngủ ngay trên mặt nước. Hơn nữa, việc nuôi thả loại thiên nga này không gây hại cho Hồ Gươm. Về mặt khoa học thì nó rất hợp lý vì nó không phá hoại gì môi trường. Con này không phải là con sếu, không phải là con chim vịt trời, nó không bay đi xa, nó có bay quanh quẩn trong hồ thôi. Thế và nó không ăn cá. Ngược lại thì là cá đi theo nó để mà ăn phân của con thiên nga. Và nó lại còn mớm thức ăn cho cá, là cá với thiên nga thành một cái tổ hợp rất là hợp lý với nhau. Nó cũng không ăn tảo, nói chung nó chả có gì hại cả. Nó chỉ ở mặt nước, nó không lặn xuống dưới. Và rùa thì ở phía dưới không, nhưng mà hiện nay chúng ta chưa có rùa. Nhưng mà tương lai tôi nghĩ là sẽ có thể thả rùa được. Hiện, đơn vị thử nghiệm đang tiếp thu ý kiến của người dân và đợi ý kiến của thành phố Hà Nội. Nếu thử nghiệm thành công, trong thời gian tới, số lượng thiên nga sẽ được tăng lên từ 50 đến 60 con. Dự kiến, thời gian tới, Hà Nội còn thí điểm thả thêm cả chim bồ câu. Thả ở đây thì rất đẹp, cảnh quan ở đây mà thả đàn thiên nga này rất đẹp, nhưng mình có trông và có quản lý được không? Đấy là đây. Bởi vì cái khu vực hồ này nó có nhiều vấn đề phức tạp. Ở đây thì thả đây nó rất là đẹp và cảm thấy có vẻ chút hơn một thêm. Mà theo mình nếu mà thả xoay hồ thì lên thả Hồ Gươm hơn đấy. Hồ Thuyền Quang thì nói chung là thả nếu mà mình có thả thì cũng được thôi, nhưng mà nếu mà để mà nói chọn địa điểm thì lên thả ở Hồ Gươm.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.